thức bài hát Hương Hoài Ngàn Năm qua sự trở lại quen thuộc của giọng ca rất là hay. Giọng ca Trang Nguyễn, mời quý vị cho một tràng pháo tay để ủng hộ chương trình. Chương trình cảm ơn quý vị rất nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và thay mặt chương trình cảm ơn giọng hát của Trang Nguyễn và đến liên tục.